Về kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ C, độ ẩm 73%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trắng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 36 độ C, độ ẩm 78%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ C, độ ẩm 83%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ C, độ ẩm 73%. Khu vực thị xã Hoa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 36 độ C, độ ẩm 77% cảnh báo nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy đổ cho quá tải, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Mực nước cao nhất tại Cò Dâu sông Vàm Cỏ Đồng từ 0,60 đến 0,65 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, 0,5 đến 1,5 độ C là nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm trong mùa nắng nóng năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông và sẽ rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, đến nửa đầu tháng 5 ở khu vực Nam Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hình thành tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 nhiệt độ trung bình phổ biến trên phạm vi toàn quốc từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024 cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sắp tới sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tập trung nhiều trong tháng 3, tháng 4 và mức độ xảy ra cây cắt không thua kém năm 2023. Trong đó, nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng năm nay dự báo ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể lên tới khoảng 39 đến 40 độ C. Mùa cao điểm nắng nóng tại Nam Bộ sẽ dự báo rơi vào tháng 4 với số ngày nắng nóng đạt 15 đến 20 ngày trong tháng. Đến tháng 5, khu vực Nam Bộ sẽ bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, trong tháng này sẽ xuất hiện một vài đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Với cường độ nắng nóng dân mạnh hơn ít mưa thời gian nắng nóng kéo dài độ ẩm không khí cao như hiện nay có khả năng cao sẽ xảy ra hạn hán tại các tỉnh nam bộ xâm nhập mặn tăng ranh mặn sẽ đi sâu vào nội đồng gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực bên cạnh đó thời tiết nắng còn khiến khu vực miền tây đối mặt với nguy cơ sụt lún sạt lở đất do nước trong các kênh rạch dân cạn kiệt dự báo vào tháng 3, tổng lượng mưa tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Rất có ít mưa trái mùa trong nửa đầu tháng. Đến nửa cuối tháng 3, khả năng một vài nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông trái mùa do đói luôn diệt địa phương, nhưng lượng mưa hầu hết không lớn. Để ứng phó với nắng nóng hạn hán, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp như xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán thiếu nước, phối hợp với đài khí tượng Thủy Văn tỉnh, thành phố, khu vực để theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa nước thủy lợi, quản lý nguồn nước, kịp thời điều chỉnh phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất và Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát ảnh hưởng của Enino, diễn biến thời tiết, nguồn nước, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, dự báo ngắn hạn dài hạn về thủy văn, nguồn nước, nguy cơ hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn trên cả nước nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung Tây Nguyên để các cơ quan chức năng các địa phương và người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn, kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.